Hello anh em, chào mừng anh em lại đến với kênh của em Sơn Loa Audio. Đầu tiên nhìn clip thì anh em cứ hào phóng cho em xin một like. Còn clip trên màn ảnh của anh em đây là lên sóng cho bà khách ở Hồ Chí Minh. Bác đặt một MCD V6 bản mới nhất 2022. Bản mới nhất 2022. Cho nên em bàn giao cho bác luôn. Đây ạ, vừa làm cho bác ngon lành đầy đủ hai con chép này, loa này, CD này. Đây là bản 2022 cho nên là được cái nó là một cái bản mới, bản đời mới. Đầu đài cũng gần như là như mới luôn. Bác nhá, tuyển riêng cho bác rồi. Đó, tuyển riêng cho bác cái này. Gần như là như mới. Quan trọng nhất là bản 2022 có cấu hình mạnh và không bao giờ mất nhớ. Thì em sẽ tặng cho bác hai cái đĩa CD để về bác nghe test. Đĩa bản quyền, một cái Thu Hiền ở trong này nữa. Và nguồn em cũng cho tặng bác một con nguồn to 10A luôn. Đây em cắm nguồn test cho bác. Và có thể chơi thêm một loa, hai loa, ba loa, bốn loa ngoài bác nhá. Con antenna radio đây, dài, thoải mái, không cần kéo được. Ở Hà Nội, Hồ Chí Minh các kiểu gì, cái nhà chỉ vùng núi thì mới cần phải kéo. À, bật công tắc nguồn lên, bật công tắc nguồn lên, bật lên. Bây giờ em chọn radio, đây em chọn từ đồng sớt, đó. Ví dụ đang nghe radio này, bật giữ 3 giây là nó lưu kênh. Đó. Chọn tiếp sóng khác. Đây chọn tự động. Là 102.7. Em giữ là lưu. Đó. Em chọn tiếp một kênh nữa. Rồi, em giữ đây là lưu. Đó. Khi mình lưu rồi thì mình ấn lại kênh đã lưu. Đấy. Bấm lại kênh đã lưu. Và trên đường dây điện thoại thì chúng tôi cũng đã nối máy được. Rồi, và tiếp theo. Văn Dũng ở Thường Tín, Hà Nội ạ. Alo. Tặng bạc hai con CD, vâng. Một con CD Thu Hiền và một con CD Hoàng Thục Linh. Tặng bạc hai con CD nhá. Và tiếp theo em tặng cho bác tiện thể. Bên em có bán các cái USB nhạc, các cái nguồn nhạc. Thì em sẽ copy, em tặng bác ít bài theo yêu cầu của bác. Đấy nha, em tặng bác cái thẻ đây. Tặng cho bác cái thẻ này để theo yêu cầu của bác. Theo yêu cầu của bác thì em sẽ lấy nhạc Hà Nội này. Đấy, bác thích nhạc Hà Nội này. Ok, em sẽ cóp nhạc Hà Nội cho bác này. Các cái bài hát về Hà Nội đúng không ạ? Rồi, nhạc theo yêu cầu. USB các cái bài hát về Hà Nội. Đấy. Rồi nhạc quê hương. Đúng không ạ? Rồi em sẽ cọp cho bác nha. Rồi, không lời Hà Nội cả, kiểu đầy đủ có hết. À, rất nhiều. Không lời về Hà Nội này. Cho sang không lời Hà Nội này. À, không lời Hà Nội này. Đấy, lấy cho bác lại nha. CD này, bấm media là có tất cả CD, SD, USB, AUX, Bluetooth các kiểu. Em ấn chữ CD. Đó. Bát chép bằng ấn menu, bát chép chung ba giải luôn. Đấy, Thu Hiền này. Nói chung em là làm đi tỉ mỉ lắm. Sử dụng những cái bảng mạch, những bảng mạch V6 đầy đủ luôn. Đấy, RAM đi ngoài đầy đủ. Rồi, radio. Theo con số mà anh thông tin là tổng chi phí 21 triệu và anh phải tự trả 11 triệu. Có nghĩa là anh cũng đã được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế tại bệnh viện rồi. Em căng đầy đủ bác này. Đấy là việc thứ nhất ạ. Việc thứ hai thì về mặt trả lời là như thế có đúng hay không?
thì chúng tôi cần phải có thông tin là anh đã được bệnh viện chỉ định sử dụng dịch vụ gì, thuốc gì, vật tư y tế gì, có cái loại nào mà nằm ngoài danh mục của quỹ bảo hiểm y tế. Ok bác nha, quay qua để gửi cho bác ở Hồ Chí Minh. Bác biết sản phẩm của bác nó sẽ như thế này. Em copy nhạc cho bác đây, tặng bác. Mua bán nhanh gọn thì em Sơn cũng không bao giờ phải đắn đo suy nghĩ gì cả. Tặng bác rất nhiều, hai cái đĩa, rồi USB thẻ nhớ, rồi cục nguồn 10A, đánh căng đét, bác đánh được 4 loa ngoài nữa cơ. Và quan trọng nhất là bản CD V6 phiên bản 2022. Thì theo tôi thế này ạ. Anh em có nhu cầu đặt hàng các cái mẫu CD V6 cao cấp có hai loa hai bên, hai chép, dom hai bên thì liên hệ em Sơn nhá. Anh viết anh nhờ vợ anh viết đầy đủ.